progress. Hello. Hello, teacher. Everyone. How are Hello, you teacher. today? Hello, teacher. Hello, Con ở hát khi con vào rồi. hello. Hello, how's it going? Is everything We great? were good. What? Everything? We were not fine when we gonna have a test. Yes, I think everyone is coming to the end of our semester, right? We have We last will have a final exam. yes, final exam. Oh, Yes. yeah. So, how many subjects have you already done the test on? Final exam too. Can you speak it again? How many subjects have you all like finished the final exam? I'm not finished anything. So I think the less important subject is like when you do that first, right? Like civic education, geography, right? Những cái môn nào mà ít quan trọng hơn thì mình sẽ thi trước đúng không? Như là môn giáo dục công dân này hay là môn công nghệ này, đúng không? Có phải thế không? Công nghệ con điểm kém Nghe điểm kém quá à? Đấy, cô thấy là mọi người tám tám hay chắc là là bảy cũng hay là tám gì đấy, em trầm ừ, cô cảm. thấy là cũng khá là bận đấy, bởi vì là mình cũng đang ở cuối đúng không? Cuối kỳ. Có bạn còn cuối cấp, bạn nào cuối cấp đấy? Bạn Lan học cuối cấp nên thi nhiều cực. Wow, thế mà vẫn vào lớp. Cô thấy là rất đáng tuyên dương. Jenny, sao đấy con? Con đang làm gì đấy? Ok, rồi hôm nay chúng ta sẽ học một chút. Chờ chút, cô sẽ mở nha. Ê, à, chơi quiz đúng nghĩa rồi cô. Yes. Rồi chơi blood game nha cô. Còn không chơi Ok. blood game còn brown cô. Có, yên tâm. Ôi, nhưng mà sao tự nhiên cô lại không share được screen thế này? Cái này bình thường mà cô. Cô thử xe lại đi cô. Không, cô share cơ. Chờ cô tí nhá. Được Tại xem máy cô bán. mới cài lại ý, nên là có thể nó sẽ có vấn đề. Chờ cô một chút xem có được không. Không thì sẽ phải mở qua cách này. Con thấy cô ở dưới này à? Không share được màn hình bình thường. Thế cô sẽ share gì này nhá. Nhìn ổn không? Nhiều buồn cười không? Buồn cười. Nhìn buồn cười. Cô cũng thấy buồn cười. Ok, Ủa, cô sẽ hôm nay lại. có bốc Có. Có block it. Rồi, đây, bài của con đây. Hôm nay có nhiều quiz lắm nhưng mà chúng ta phải hoàn thành hết những cái bài ở trong slide này của cô đã. Sau đấy cuối giờ chúng ta sẽ chơi quiz hoặc là block it nhé. Ok, so I would like to invite five of you to do this task. Hoàng Giang này. Chờ tí nhá, cô để cô để cô. Sao mà viết lên trên này nhỉ? Cô không biết làm thế rồi. Thì nói là Ok. cô quen cô. Cô chưa làm kiểu này bao giờ. Cô không biết làm nào để viết lên trên này nữa. Chết rồi. Ok, câu 1. Annotate Bác cô. Khánh Huyền à. Hình như của cô không có annotate. Ok, thế cô sẽ ghi vào trong chat. Câu 1 là Hoàng Giang. Câu 2 là Cô cho con chưa? con là ai, con ghi vào trong chat cô xem Con nào. là Khánh Huyền Quyên à? á. Con Con là Quyên. ở câu 3 Quyên. Đấy, cô ghi vào trong chat đấy. Giao việc ở trên này à. Trương Khánh Linh câu 4. Ôi. Khánh Linh, cô còn thiếu bạn nào không? Có mỗi 5 câu.
Bạn Hiển là câu 5. Ok, hết. Hết rồi. Cô ơi, cô chắc là nên hết rồi cô. Sao hả con? Cô chắc là hết rồi ạ. Con có viết ở trên này không? Không ạ. Không được cô ạ. Không có à? Thế thì chờ cô. Cô chắc. Sharing. Thế rồi xong nay không share được PowerPoint nhỉ? Chết rồi. Share. Thế gì bây giờ? Tôi mặc cô. Không viết được á? Sao? Nghỉ nhờ. Thế rồi, cô không biết làm thế nào. Cô, stop share này. Chờ cô tí. Mở lại. Thế rồi, xấu hổ quá. Cô sao xấu hổ cô? Tự nhiên lại không mở được. Trời ơi á. Không biết share như nào luôn. Không mở được luôn nè. Lại nào. Cố lên. Con share screen vậy. Ok. Con thấy chưa? Đấy. Giờ thì viết được chưa? Con thử, các con thử viết lên trên này xem nào. Ok. Đấy, Minh Chí viết được rồi này, nhưng mà không phải quyền của con đâu. Bây giờ con viết được rồi cô ơi. Con hãy để cho các bạn khác làm nhé. Ok. Rồi, chúng ta đi qua ví dụ. Task số 5 là mình sẽ phải làm gì đây? Put these words in order to make questions, đúng không? Sắp xếp lại những cái từ sau để tạo thành câu hỏi. Chính xác. Ok, à cô cần thêm 5 bạn nữa viết câu trả lời bên cạnh. Ok, ok. Rồi. Những bạn mà lúc nãy cô vừa giao việc ở trong chat ý, thì các con làm luôn nhá. Ơ cô, con gửi rồi cô ơi. Ở đây cô thấy rồi. Nó vừa mới hiện lên, nó hơi đơ một tí. Rồi. Cô sẽ gọi thêm 5 bạn nữa để chúng ta có thể viết lên trên này để viết câu trả lời nha. Ok. Can I do please? Nhắn vào trong này đi con. Để cô xem là cô mời bạn nào nào. Jasmine cô 1. Trả lời nhá. Nhớ là viết câu trả lời. Rồi các con phải viết bên cạnh này cái chỗ trống ấy. Ok. Như lúc nãy cô gửi direct message đúng không? Bạn Hiển vẫn là bạn câu 5 con nhá. Minh Chí câu trả lời cho câu số 2. Các con đã viết lên chưa? Sao cô vừa thấy mà? Sao con lại bị xóa đi à? Ok, thấy rồi. Bạn nào nữa nhỉ? Khánh Huyền. Khánh Huyền thì như cô gọi con câu số 2 phải không? Đúng không? Nắm phần chắc rồi cô. Con nắm phần chắc rồi cô ơi. Khánh Huyền câu 2. Khánh Huyền câu 2. Cô ơi, con câu 1 à? Con Khánh Huyền câu 2 mà con nắm phần chắc rồi. Khánh Huyền câu 2 viết câu trả lời, còn Minh Chí viết câu hỏi. À, câu 1 à? Nói nhầm, Khánh Huyền viết câu hỏi, Minh Chí viết câu trả lời. Câu 3 này, bạn nào viết câu trả lời giúp cô nè. Rồi, cô có bạn cô, biết con câu 1 hả? Ý là mình đang sắp xếp lại để hoàn thành câu hỏi đúng không? Thế bây giờ cô cần một bạn viết câu trả lời. Cô là hỏi là what time do your what time do your brothers usually wake up? Mấy giờ bạn anh các anh trai của bạn dậy thức dậy lúc buổi sáng ấy? Thì mình sẽ viết ở đây là my brothers usually wake up at 9 a.m. chẳng hạn. Đó. Thì đấy là cách viết câu trả lời của câu hỏi đấy nhá. Rồi, thế sao có tận, sao có mấy bạn viết câu hỏi này? Jasmine, con viết câu trả lời cơ mà. What are you cooking? Thế con trả lời câu hỏi đấy như nào? Hiểu không? Con hiểu không? Rồi, cô cần thêm 3 bạn nữa. Nhắn tin vào trong chat cho cô biết nha. Ai viết câu màu xanh ở đây đây?
Does your mom play the guitar? Là ai viết? Okay, what are you cooking? Đúng không này? Bạn Jasmine biết câu trả lời cho cô. Câu trả lời cho câu hỏi what are you cooking? Hiểu ý cô không? Jenny. Sao con? Con biết câu hỏi hả? Câu 1 này. Giang nói hả con? Đúng rồi, con biết câu hỏi đấy. Con biết xong rồi đúng không? Con biết một cái màu vàng mà. Ờ rồi, ok cô thấy rồi. What are you cooking? Đúng rồi. What are you cooking? Thế sao có cái gì màu đỏ đấy kia? Màu đỏ này cô không biết là của ai. Cô không biết của ai. Xóa đi. Nào, Jasmine trả lời. Ai hết màu đỏ là của con thôi. Nhưng mà cô chỉ gọi bạn. Nhưng mà cô chỉ gọi bạn Hoàng Giang viết thôi mà. Sau đó cô gọi bạn Jasmine viết câu trả lời mà. Hiểu không? Mà con là ai đấy? Con là ai đấy? Con là Khánh Huyền thôi. Khánh Huyền làm câu 2, viết câu hỏi, đúng không? Không cô, mình chỉ làm câu hỏi, bên Khánh mình làm câu trả lời cô ạ. Ơ, ai bảo thế? Ai bảo thế? Thế cái màu xanh does your mom play the guitar là ai viết đây? Ai viết câu này? Chị có con. Ok. Con viết cho xong câu hỏi cái đã nhá. What are you cooking này? Does your mom play the guitar? Do you play tennis every Tuesday? Đúng. Are you doing your homework at the moment? Đúng. Is your brother? Hiển viết xong câu 5 giúp cô chưa? Cái tiếng lần nào nghe nó không nghe luôn hả? Rồi xong. Con đi cô. Con đi cô là cả, là ai đấy? Ok, Jasmine biết cái màu này đúng không? I am cooking an omelet. Ok, omelet thiếu một chữ E ở cuối. Ok, Minh Chí viết câu trả lời cho cô chưa? Rồi xong, tin. Câu trả lời cho câu số 2. Câu số 3, Jenny viết hộ cô. Câu trả lời cho câu số 3. Ok. Không biết đâu vậy. Thế cô hỏi con nhá. Jenny, do you play tennis every Tuesday? Mở mic lên ạ. No, I don't. Okay. Do you play any sport every Tuesday? Jenny? Do you play any sports every Tuesday? No. No, no, I don't. Okay. Rồi, câu 4. Bạn nào nhỉ? Sao bạn Quyên cứ nhắn hộ bạn Jenny là sao? Hả? Ok, bạn Huy Trường. Cô thấy con vừa mới vào đúng không? Cô hỏi này. Are you doing your homework at the moment? Are you doing your homework at the moment? Huy Trường. Đâu rồi? Không thấy các bạn nào ở đây hết. Ok, bạn Tina có đây không? Viết hộ cô câu hỏi của câu số 5 nhá. Cô chưa thấy bạn Hiển viết luôn ấy. Ok. Bạn nào nhỉ? Huy Trường có đây không? Cô vừa thấy con vào phòng má. Hình như là không bật được mic rồi. Ok, bạn Lan. Ok. Lan nghệ gì đấy? Bright, cô không biết à? Hello, four. Are you doing your homework at the moment? Yes, I am. Yes. Okay. What kind of subject are you doing? Are you working on? What subject are you working on? Hello, cô. Math. Okay. So, năm. Bạn Tina. Okay, thấy rồi. Is your brother playing football this morning? Okay. Bạn Nisa.
run. Nisha run. Cô đọc tên thì đúng không? Ok, có thể trả lời giúp cô câu 5 được không? Is your brother playing football this morning? Đâu rồi? Nisha run. Cô đọc đúng tên đúng không ạ? Con chạy đâu rồi? Ơ? Thoát à? Ờ, con trả lời đi. Dạ, is your brother lại. Is your brother playing football this morning? Yes. Yes, what? Yes. Yes, he is, right? Okay. Yes, he is. Rồi. Rồi. Okay, tốt tốt tốt. Okay, chúng ta có bài tiếp theo. Để xem nào. Now match the question to the answers below. Khó phết đấy chứ nhỉ? Ok, đầu tiên chúng ta phải chia động từ cái đã. Hay là nối trước nhỉ? Nối trước hay chia động từ nhỉ? Ok, bạn đầu tiên đi. Cô vẫn gọi 5 bạn thôi. Nhiệm vụ của bạn ý nhá là sẽ phải nối cái câu của mình, cái câu hỏi của mình vào câu trả lời phù hợp ở đây. Sau đấy chia động từ luôn. Nha. Yeah. Ok. Cô cần một vài bạn. Rồi, cô vẫn đang đọc chat. Chờ tí. Tina đánh nhanh vậy. Ok, thì cô sẽ gọi con làm câu 1 luôn nha. Tina. Trương Khánh Linh. Ok, câu số 3. Bạn là Sunflower. Biết nhầm. Rồi. Theo bạn Jenny. Jenny viết câu số 4 rồi nè. Mà bạn nào nữa không? Minh Chí Hoàng Gia. Ni Saran. Ok, cô không, em không để ý được rồi. Cô sẽ gọi nốt bạn Minh Chí nhá. Ok, các con có thể làm được rồi. Đấy. Ô, Jasmine bị out ra hả? Jasmine con vừa bị out ra. Sorry miss, tại mấy con happy nên là con bị bằng. Ôi trời, ok con, sạc vào thì con dùng máy tính hay điện thoại đấy? Máy tính mà sập thì nó lên lại khá lâu đấy. Cô thấy có một bạn tên là lớp phó kỷ luật vào lớp của mình. Wow. lớp phó kỷ luật. Con không muốn làm lớp phó lớp trưởng đâu. Tại vì con có thể thấy những bạn qua lớp phải gồng tiền. Đức An à? Cô để cho các bạn làm bài từ nãy rồi mở các con thì sao? Trời ơi, muộn quá. Được rồi, không sao. First, chắc là cũng bận đúng không? Have a trouble in with my network. You have problems with your network, right? Okay, that's a pity. But you are here now, so yes, great. Okay. Các câu khác. Trương Khánh Linh nè, con làm chưa nè? Và bạn Jenny làm rồi này. Minh Chí đâu? Minh Chí đâu con? Lúc kịp đi cô rồi, yên tâm sẽ có. Hôm nay cô chuẩn bị nhiều lắm á. Yên tâm, nhưng chúng ta phải làm hết những bài này đã nha. Minh Chí làm rồi cô ạ. Ok. Cho lát nữa cô phải xem là vì sao cô lại không share thẳng được là PowerPoint mà lại chỉ share màn hình được thôi. Không biết luôn. Sao ý. Ok, các bạn khác đâu? Bạn số 2 và bạn số 5 đâu? Trương Khánh Linh và bạn Minh Chí, các con đã làm chưa thế?
Mình chỉ làm rồi cô ạ. Mình chỉ xíu năm con nối như nào? Con nối vào đâu? Cô mới thấy số 1043 đúng không? Có nghĩa là thiếu số 5 của con này. Và số 2 nữa. Số 2 của bạn Trương Khánh Linh. Đấy, con phải nối vào nữa chứ đúng không? Số 5 mà con nối vào câu trả lời nào? Rồi. Số 5. Ừ, đấy. Rồi, bạn sao Tina lại xóa mất số 1 của con đi nhỉ? Rồi, thấy rồi. Yeah, rồi, thì cô gọi một bạn lên chữa bài giúp cô nhá, xem có đúng nhá. Bạn Đức An thử xem giúp cô là bài của bạn Tina đã đúng chưa? Con thử đọc cho cô cái đoạn đấy lên xem nào. Đọc cả câu hỏi và câu trả lời nha. Đức An đâu rồi? Alo. Nhưng cô không nghe thì cái gì? Là bên mạng của cô bị đâu à? Ừ, hôm nay mạng sao ấy nhờ? Các con nghe cô nói không? Có. Bình thường quá. Bây giờ cô mới nghe thì các con nói. Trời ơi, Đức An vẫn có nghe cô nói không? Đấy, cô bảo con là xem bài của bạn Tina nhá, đọc giúp cô cái đoạn đó lên, đọc câu hỏi cô trả lời xem là bạn làm đúng chưa nhá. Nếu mà đúng thì ok, tốt, nếu sai thì con thử sửa giúp bạn xem được không nha. Con đang Đức An. Con có đây không? Hình như bị thoát ra rồi. Không có. Hoàng Giang vậy. Ừ, Hoàng Giang giúp cô. Đọc giúp cô câu hỏi và câu trả lời câu 1 nhá. Số 4. Jenny làm mà sao Jasmine lại làm vậy? À. Con làm xong rồi cho bạn để đi cơ. Jasmine ơi, cô nhắc con bao nhiêu lần rồi? Jenny làm lại giúp cô. Ok, Hoàng Giang nghe cô nói không? Con nói giúp cô 1 nha. Đọc giúp cô nha. Hello. Ơ, con cứ bật mic lên. Dạ cô. Cô đợi từ nãy. Rồi, câu 1, con đọc giúp cô câu của bạn Tina lên cả câu hỏi và câu trả lời. What are you cooking? I am cooking pasta. I usually make tomato sauce to go with, but today I will make mushroom sauce. Ok, thế con nghĩ là bạn làm điền chia động từ đúng cả ba từ này chưa? Hoàng Giang, con cứ mở mic lên, trời ơi, con mở được, con tự mở được ý, con không cần cô, con tự mở được. Được không? Ok. Chắc là đúng cô. Chắc là đúng à? Ok, thực ra là will make thì cũng được thôi, nhưng mà will ý, mình sử dụng thì tương lai đơn như will là bạn Tina làm cái này, thì mình chỉ sử dụng cho những cái trường hợp mà mình đưa ra quyết định ngay từ thời điểm nói thôi, chẳng hạn như là bây giờ cô sẽ quyết định là cô hôm nay cô đi ngủ sớm. Là cô vừa mới nói ra. Nhưng mà trong trường hợp này là bạn ấy đã đang nấu mì ý rồi và bạn thì có dự định trong đầu là hôm nay tôi sẽ nấu mì ý với cái sốt nấm. Cho nên là chúng ta sẽ dùng thì đúng rồi, ai viết đây? Đúng rồi, chính là chuẩn. I'm making mushroom sauce. Rồi. Đó, khi mình sử dụng thì hiện tại tiếp diễn nhưng mà mang ý nghĩa tương lai cho những cái việc mà chúng ta đã lên kế hoạch rồi và chúng ta chắc chắn là chúng ta sẽ làm cái việc đó nhé. Rồi, cảm ơn Tina đã tự sửa được lỗi sai. Ok, câu số 2. Bạn Minh Trí à? Không phải, bạn Quyên. Bạn Quyên đọc giúp cô câu số 2, cả câu hỏi và câu trả lời và xem là bạn
bạn Khánh Linh làm đúng chưa nhá. Đỗ Thục Quyên. Yes, yes, she plays it really well. She's learning a new song at the moment. It sounds great. Okay, you think that Trương Khánh Linh has done a great job in this question? Con đang đi sớm nên lần sau con. Có nghĩa là bạn làm đúng chưa? Does your mom play the guitar? Yes, she plays it very well. She's learning a new song at the moment. It sounds great. Đúng rồi, đúng không? Ok, vỗ tay. Trương Khánh Linh làm rất là chuẩn. Rồi. Ok, number three. Cô mời bạn. Nào nhỉ? Khánh Huyền. Ok, Khánh Huyền đọc giúp cô câu số 3. Con cứ mở mic lên. Yes, I do. I often like okay on Saturdays as well. Okay, do you play tennis every Tuesday? Cậu có chơi tennis vào mỗi ngày thứ ba không? Yes, I do. I often play on Saturdays as well. Okay, ngoài việc chúng ta trả lời là yes, I do, chúng ta có thể cung cấp thêm thông tin nữa đúng không? Tớ có chơi vào mỗi thứ ba đấy và tớ chơi vào cả các ngày thứ bảy nữa. Ok, rồi. Cảm ơn bạn Sunflower và bạn Khánh Huyền. Rất là tốt. Number 4, bạn Đức Minh. Đức Minh ơi, có con gấu rất to đằng sau con. Đức Minh, đọc giúp cô câu số 4. Đức Minh, chào bác à. Yes, I doing my math. Tiếng gì đây? Oh. Are you doing your homework at the moment? Yes, I am doing my math. It's really difficult. It's really difficult. Đúng rồi, giỏi. Okay. Jasmine, lần sau không biết đề lên bài của bạn nhá. Và Jenny thì cũng không biết lên đây nhá. Em bé biết lên đây. Không có biết đề lên, tại con thấy okay. Bạn không có làm nên là con biết đề lên rồi. Thank you. Rồi, con có thể hỏi ý kiến cô trước đúng không? Nếu mà có sự đồng ý của cô thì cô cứ cho con viết thôi, có vấn đề gì đâu đúng không? Ok, bài số 5. Jasmine đọc giúp cô. Đọc số 5 nhỉ? Ừ, cả câu hỏi câu trả lời nha. Is your brother playing football this morning? No, he's out with his friends. They are watching a film at Tom's house. Ok, con nghĩ là bạn làm đúng chưa? Con nghĩ là đúng rồi. Đúng rồi, bạn làm đúng rồi. Bạn đang chia ở thì hiện tại tiếp diễn đúng không? Bởi vì họ cũng hỏi mình là is your brother playing football this morning? Rồi, tốt. Ok, cảm ơn tất cả các con. Cảm ơn Minh Trí, cảm ơn Jasmine. Đó, chúng ta có một bài nghe nho nhỏ. Sao cô nhìn thấy ai đeo kính nhìn chị Google dịch à? Ok, cô sẽ xóa cái trên bảng đi. Listen and complete the information. Cô thấy rồi. Bây giờ cô sẽ không hỏi con viết lên trên này nữa mà con hãy viết vào trong chat nha. Viết vào trong chat nha. Cái phần này là sao? Viết vào trong chat. Listen and complete the information. Đấy. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Chúng ta có 6 thông tin cần nghe. Ok, số 1 chúng ta cần nghe cái gì nhỉ? Chúng ta cần lắng tai nghe về cái gì? Sport đúng không? Nói, người ta có thể nhắc về một cái môn thể thao nào đó. Ok, number 2, start time là gì? Con nói đi, các con cứ nói đi. Là bắt đầu. Giờ bắt đầu đúng không? Ok, giờ bắt đầu nhưng mà mình phải xem là nó là PM hay AM nhé. Có thể là trong bài nghe của mình nó nhắc đến AM đấy. AM thì cũng không phải đúng không? Phải là PM đúng không? Ok. Cost, giá cả đúng không? Giá tiền, chắc là giá vé đấy. Giá vé thì mình có cái đồng là đồng bảng này. Rồi, first name chúng ta sẽ phải nghe đến một cái tên nào đó. Nhưng mà không phải là cả cái tên mà chỉ là first name thôi. First name là phần nào của cái tên nhỉ? Phần đầu à? Không, nó là cái tên. Chẳng hạn như là, có biết diễn viên Will Smith không? Will Smith nhá, thì đâu là first name, đâu là family name? First name là cái họ.
First name là cái họ á. Will. Will. Tiếng Anh nó ngược ngược so với tiếng Việt ý. Ừ, tiếng Anh nó ngược so với tiếng Việt ý. Ừ, first thì là cái từ đứng đầu trong tiếng Anh nhá. Thì đây sẽ là first, còn đây sẽ là family name và tên họ. Chưa? Rồi. Phone number. Cái nào là first, cái nào là family, con quen rồi. Con cứ nghĩ sang cái tên ở trong tiếng Anh ấy. Thì đây là họ. Họ đứng trước thì là nhất đúng không? Là first. Còn cái này là family name. Đúng chưa? Okay. Họ nó sẽ đứng sau cùng. Ok, lắng tai nghe nhá. Rồi cô sẽ mở đây. Track 1.32. Chờ tí. Cô sẽ mute tạm các con lại nhá, cho đỡ ồn nhá. Hello. Is that the sports center? Yes, it is. I want to come to the sports center tomorrow afternoon. What sports can I do then? Well, on Tuesday afternoons, you can do badminton. It's very popular, so it's a good idea to book if you want to play. Oh, okay. What time can I play? Let me see. I have a court free at 2:00. You can have that for 1 hour. Is that okay for you? Yes, that's fine. And how much does it cost for the hour? It's £7 for 1 hour. £7 is fine. I'd like to book that, please. Can you give me your name, please? Yes, it's Jane Watson. Can you spell that, please? Sure. My first name's Jane. That's J-A-N-E. And my family name's Watson. That's W-A-T-S-O-N. Okay, I've got that. And what's your phone number? It's 0162-543-77. So that's 0162-543-77. Yes, that's right. Thank you. Bye. Bye. Ổn không các con? Cô nghĩ là khá là dễ, không quá khó. Cũng nhanh thôi đúng không? Ok, cô thấy bạn Quyên đã nộp bài rồi nè. Ok, số 2 con đã nghe được chưa? Lại đi cô á. Hoàng Giang mà cũng lại đi cô á. Các con có muốn nghe lại không? Nghe lại nhá. Rồi, thử nghe lại xem sao. Mà lần này thì cô sẽ mời một bạn đi. Hay là hai bạn nhỉ? Chờ cô nhá, để cô chia bảng nhá. Nếu mà hai bạn thì cô sẽ phải chia bảng rồi. Chờ tí. Không, không, không. Không ai viết lên trên này cả. Cô sẽ gọi nhá, Sunflower nhá. Cô thấy còn lại. Ok, cô sẽ chia bảng như thế này. Gọi hai bạn. Chúng ta có 6 câu đúng không? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Đấy, rồi bạn nào muốn viết nhắn vào trong này, viết một lần, nó viết nhiều lần cô không gọi đâu. Cầu xin lòng nhân ái của cô. Lưu Như Xe Lu. Tên con là gì vậy? Cô biết chữ Lưu ở đây nhá, hay là cao danh Lưu vậy? Bạn nào chưa gọi cô thấy không? Nào. Rồi. Angry Panda. Chưa gọi. Rồi, chúng ta nghe lại một lần nữa. Các con vẫn có thể viết vào trong chat và cô vẫn nhìn thấy nhá. Chỉ là có hai bạn được viết lên trên bảng thôi nha. Rồi, nghe lại này. Hai bạn cô vừa gọi sẵn sàng chưa? Có viết được không? Nếu không cô sẽ gọi bạn khác đấy. Viết được đúng không? Ok. Chúng ta nghe lại một lần nữa và viết câu trả lời vào trong chat cho cô. Và hai bạn cô bảo gọi lên bảng ấy thì viết vào trong. Track 1.32. Hello, is that the sports center? Yes, it is. I want to come to the sports center tomorrow afternoon. What sports can I do then? Well, on Tuesday afternoons you can do badminton. It's very popular, so it's a good idea to book if you want to play. Oh, okay. What time can I play? Let me see.
I have a court free at 2 o'clock. You can have that for 1 hour. Is that okay for you? Yes, that's fine. And how much does it cost for the hour? It's £7 for 1 hour. £7 is fine. I'd like to book that, please. Can you give me your name, please? Yes, it's Jane Watson. Can you spell that, please? Sure. My first name's Jane. That's J-A-N-E. And my family name's Watson. That's W-A-T-S-O-N. OK, I've got that. And what's your phone number? It's 0162-543-77. So that's 0162-543-77. Yes, that's right. Thank you. Bye. Bye. Rồi, cô thấy có vài bạn viết đúng, có vài bạn viết sai ở trong chat về cái câu về cái số điện thoại ấy. Còn hai bạn Lưu và bạn Angry Panda trên bảng nhá, xem lại cách viết cái môn môn thể thao nhá con nhá. Họ viết giống sai sai giống nhau thì kia. Hả? Rồi, Jerry, bạn Jerry làm đúng này. First name, family name con chưa nghe được à. Bạn ấy có đánh vần khá là rõ đấy, con thấy khá là chậm và cũng rõ nữa. Rồi, số điện thoại viết đúng rồi này. Thanh Nam, ok chuẩn. Rồi. 70. 70 á? 70 bảng á? Khác không? Tận 70 bảng cơ á? Hơi đắt nhỉ? Ok, rồi. Angry Panda. Rồi. Lưu, bạn Cao Danh Lưu đúng không nhỉ? Phải không con không? Đấy, con viết nốt cho cô. Đừng show đáp án à. Show đáp án ra đâu? Các con sẽ nhìn thấy cái phần trên màn hình cô đúng không? Rồi. Kệ, okay, bạn Lưu làm nốt cho cô xem nào. Cô đọc tiếp phần chat. James Sunflower, con viết bạn ấy tên là James á. Bạn ấy tên là Jane mà, con gái cơ mà, đúng không? Bạn ấy đánh vần tên bạn ấy là J-A-N-E. Được chưa? Rồi, không phải là J-A-M-E đâu nha. Nếu mà thành J-A-M-E thì đọc là James, chứ không phải là Jane nữa. Rồi, nhưng mà phần sau thì con viết là Watson này. Watson. Và con có biết diễn viên Emma Watson không? Đấy, khá là nổi tiếng đúng không? Hoặc là nếu mà có con nghe chuyện Sherlock Holmes ấy, thì có tên bác sĩ Watson ấy. Đấy. Thì là viết giống bạn Angry Panda là đúng nhá. Nhưng mà bạn Angry Panda phải cố gắng viết cho cô, viết hoa cái tên đây, đúng không? Tên con thì con phải viết hoa, mà tên người khác không phải. Rồi, Watson, thiếu chữ N này, Lưu ơi. Rồi, đây, pound. Thật ra các con viết là 2 o'clock hay là 7 pounds thì cũng đúng thôi, nhưng mà nếu mà để điền vào đây thì con chỉ cần điền con số là đúng, quá đủ rồi. Đúng không? Chỉ cần 2 p.m. là xong này. Bảng người ta viết sẵn cho mình này, chỉ cần viết số 7 là xong. Đó. Rồi. Số 2. Số 2 của bạn Lưu đâu rồi? Nó cũng là 2 giờ đúng không? Chắc không cần viết lại. Rồi, badminton 2-7 Jane Watson. Đó. Số này là như nào? 0162543 77. Lúc nãy cô thấy có một bạn ghi 77 là 277. Không phải đúng không? 77 là 2 số 7, chứ không phải là 277 đâu. Rồi. Rồi. Ok. Còn nốt bài này nhá. Có phải nốt bài này không nhỉ? Để cô xem nào. Còn mấy bài nữa. Ôi, nhiều ấy. Nốt nhá. Cô bật mic cho con. Trời ơi. Rồi, cô sẽ đọc câu hỏi, các con đọc câu trả lời đồng thanh lên cho cô nhá. Bài này mình sẽ... Cô cứ... cho bọn em chơi Blockit. Có Blockit, yên tâm. Bài này là chúng ta sẽ phải hoàn thành cái câu đáp lại của cái câu hỏi 1, 2, 3, 4 đây này. Cái đáp lại câu What a great band thì chúng ta phải đáp lại như nào? What a great band. Yeah, I like them too. Yeah, I like yeah, them too. I like them too. I like them too. Okay, number two. Is your necklace made of silver?
I'm not sure. Đúng không? I'm không chắc. Sure. Đúng không? Không thể chọn hai cái khác được đúng không? Number three, that's music too loud. I'm sorry, I'll turn it off. Thế thì câu that's a pity. Các con sẽ nói câu này trong trường hợp nào? Đáng tiếc. Ừ, thật là đáng tiếc. Chẳng hạn như là hôm nay tớ điểm thi công nghệ của tớ không được cao lắm. That's a pity. Tiếc quá. Đấy, kiểu như thế. Ok. How long is this film? About two hours. Đúng rồi, họ hỏi độ dài của bộ phim. Ok, dễ nhỉ? Dễ quá. Văn thư cô này có phải người ta hay tập mấy giờ rồi? Thôi, dừng lại được rồi. Hours. Có vấn đề gì không con? Hour. Chữ H này là âm câm con ạ. Nên chúng ta sẽ không đọc chữ H để lên. Chúng ta đọc là hours thôi. Hours à? Ừ, nhớ nhá, chữ H này là âm câm. Giống như là cái từ này con có biết không? Từ này có âm câm này. Đọc quay đọc là honest không? Đúng không? Chúng ta đọc là honest. Từ này chính là trung thực, này, kiểu thành thật ý. Đấy, đọc là honest nhá. Ok, những cái từ này có thể sẽ rất gặp rất là nhiều trong cái bài phonetic ý. Đó. Rồi, ok, xong rồi. Cô sẽ cho làm đây. Block it cuối giờ. Block it cuối giờ. Block it chậm lắm. Quiz nhanh đi cô. Quiz rất dài. Có cả hai yên tâm. Ok, cô, hôm trước là chúng ta học những cái từ như là like cộng to verb hoặc là verb ing ấy. Thì hôm nay cô cho làm thử một cái bài như này nha. Chúng ta sẽ làm mà classic đi, không làm team đâu. Continue này. Rồi, cô sẽ paste nó vào trong chat. Xong rồi, ok, yo. Hôm nay cô không share được màn hình nhỉ, khó chịu thế. Ai dồ. Các con đã vào được chưa? Ok. Cô ơi, cái này có tải app được không cô nhỉ? Cái này không có app con ạ. Nó chỉ một là làm trên máy tính hay là làm trên điện thoại thôi. Qua trình duyệt nhá. Qua trình duyệt chứ không phải là qua app đâu. Ôi, nó có app thì có ạ. Thế á, có á. Thế để cô thử tìm lên trên máy cô xem có. Nó có app nhưng mà nó toàn ra cái gì đâu không ấy quá. Thế á, thế để cô xem nào. Nếu như mà có app thì việc gì nó cái phải... chỗ mà power ups, your power ups mình không có thể shuffle cô. À, quizit nè. Cô thấy rồi, để cô thử install xem sao nhá. Nhưng mà trên cô app này cô... điện thoại gì đâu cô. Là... cô dùng điện thoại gì á? Cô dùng điện thoại Samsung. Samsung gì ạ? Con lại mơ ớt Samsung mức cảm ơn mà mẹ con non nó đoán. Các con đoán thử xem cô dùng Samsung gì? Galaxy đúng rồi. Con Ultra cô. Con nhưng mà con lại mơ ớt Samsung với bút cảm ứng mà mẹ con non. Các con nhìn cái mặt sau để con đoán được đây là điện thoại gì? Con có không thể đánh cô, con không mở được ạ. Không mở được. Cô giống con. Cái điện thoại gấp ấy cô. Cười không, cô bao nhiêu tuổi cô? Cô bao nhiêu tuổi á? Đoán em cho cô là hai bà là cô rất xấu rồi cô. Con chỉ thích Samsung nhưng mà con muốn thích cái Samsung mà có bút cảm ứng. Nhưng con lại như đánh như sét nhưng khi mẹ con nói rằng nó ít 10 triệu. Ôi, cô 20, nó gần 30 triệu. Điện thoại gần 30 triệu. Thôi chắc con chết. Ôi, Samsung đi đâu cô? Samsung của cô là Samsung năm ngoái. Samsung S2. Samsung S21 Ultra nha. Cô bao nhiêu tuổi á? À? Con thử đoán xem. Cô đã được 30 tuổi chưa? Đúng không con biết? 50 chưa? 20 mấy thôi? Chưa. 21 tuổi. 21 tuổi á? 21.
Cô chỉ có hỏi cô cao hơn, cao hơn. 23 phải không? 23, 23. Hay mấy rồi? Chung chắc nó cô hơn 50 tuổi. 25 hả? Cô 56 đi. Sao có 26 bạn? Con nói thật cô với 50 cô, tuổi. Cô mà được 20 tuổi, con gọi cô bằng chị thật. Trong chat của bạn nó cô 50 tuổi. Trời ơi, cô 50 tuổi. Cô ơi, có người đây. Có người 30 tuổi rồi nhưng mà em vẫn gọi bằng anh. Thì đấy là anh của con gì? Sao anh về chưa? Sao có 26 bạn nào? Con điện nó được đi cô máu lắm rồi. Sao nhá, sao có 26 bạn, 27 bạn? Ừ. Sao ít vậy? Ít thế. À cô vừa mới tải cái snap camera này nhìn hay phết. Ơ nó không thay đổi à? Chậm ấy. Đang xoay 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 xoay. Ừ. Sao cái zoom này con làm mãi cái filter này là không được nhỉ? Con sao này nó chậm vậy? Không kệ nó đi. Cô start nhá. Không đợi được nữa rồi. Yeah.
coi con thấy khó không? Cô đang tải đây này. Cô đang tải quizzes mà nó cứ báo mạng lỗi là sao ấy con ạ. Chả biết đây này, cô đang tải này. Nhưng mà nó cứ kiểu lốt lâu. Đấy, nó bảo là nó bảo là couldn't connect. Đây con viết thì chữ quizzes này mà Q-U-I-Z-I-Z-Z này này. Nhưng mà cô đăng nhập vào máy không, ý con không phải là, ý con là cái app mà cô đang sử dụng trên mặt cô ấy. Đây á. Vâng. Quizzes mà con, đây là cái trang web quizzes. Không, ý con là cô đang sử dụng cái filter gì á cô. Chứ không phải quizzes này. Sao cô không làm được cái filter giống cô thế nhỉ? Snap camera. Trời ơi, tôi mất rồi. Snap camera. Cô làm đấy đi hả cô? Tôi mất rồi đấy. Cô biết. Cô giúp con làm đấy đi. Đó mình bấm vào gì đó. Nhưng mà làm cách nào để mình tải về, con không biết chỗ nào được tải. Nhìn mồm tần răng. Ôi, cười quá. Tải đây, làm lại à, demo lại này. Snap for PC. Snap camera đúng chưa? Nếu là chọn cái snap camera này này, sẽ nhìn có chọn cái app này. Snap camera này. Tải về nhá, download đúng không? Nó sẽ về một cái trang, nó sẽ về máy của con. Nó sẽ nằm ở phần download này này. Đây, đâu nhỉ? Đây, Snap Camera 1.18.0 này, cái đấy không quan trọng lắm. Nhưng mà cứ nhấn vào là nó sẽ tự chạy, được chưa? Nó sẽ tự chạy. Không chơi, đó... cô làm lại đi cô. Sẽ làm lại. Con chỉ cần cài về rồi con nhấn vào đây, rồi để nó tự cài đặt vào máy của mình. Đúng không? Cái đấy thì cô không lấy được bởi vì cô đã cài sẵn nó rồi. Cô cài sẵn rồi nên là cô không thể demo cho các con bước tiếp theo nữa. Đúng không? Rồi, để cô xem nào. Cô. Có phải gì? Miễn phí. Ôi không. Phải miễn phí. Chỉ cô một cuối. Không. Trời. Cô không biết làm nào để trở về như cũ nữa. Thôi, cô stop nó đây nhá. Cô end game nhá để chúng ta còn vào group kit nữa. Cô sẽ chữa qua cái này. Nhưng mà cô... Rồi xong đừng nói là ca mình hư rồi nhá. Rồi, sao cô cưng, cô Hương cực kỳ xấu xí đứng thứ nhất thế này. Tina ơi, con lần sau con phải đứng thứ nhất. Ok, ok. Rồi, xem nha. Tắt nhạc đi. Ok, cô sẽ chữa qua một tí. Đấy, cái giống như cái bài lần trước đó. Ok, sau one thì chọn cái gì á con? Sao vẫn có bạn chọn finding với cả find thế này? One to verb nha, one to do something nha. Cái này nhỉ cô? One to verb.
Andy likes. Cái này chọn cái gì? Đố con biết. Playing. Đúng rồi, playing. Hôm trước là bạn Đức An cũng có nói qua cho mình ở đây là play like, yeah. Playing khác like to play, đúng không? Không nói này. Ok, like playing có nghĩa là nói về một cái thói quen hoặc là một cái mà mình thích thật sự, một cái sở thích của mình ý. Thì là like cộng với verb y, đúng không Đức An nhỉ? Đức An có đang trong này không? Đấy, nói về sở thích nhá, là tôi thích làm cái gì? Cô. Nhưng mà like, cho con... nghe cô nói cái đã. Nghe cô nói cái đã. Cho con thoát xíu nha cô. Okay, camera con bị fail cô. Ừ. Ok con, rồi nhớ vào lại nhá. Like to verb có nghĩa là gì? Khi mà mình phải đưa ra lựa chọn là tôi thích làm cái này hơn là cái kia chẳng hạn. Thì mình sẽ dùng like to verb. Đấy, thấy không? Like cộng verb in. Là em giống như trong câu ví dụ này. Andy likes playing. Có nghĩa đây là sở thích của Andy. Còn nếu mà Andy likes to play chẳng hạn, thì có nghĩa là Andy muốn lựa chọn cái việc là anh sẽ chơi với đồ chơi. Thấy chưa? Ok. Tiếp này. One to verb nhá. Không có one cộng verb in đâu nhá. Odd one out. Would like. Ok. Đố các con biết would like đồng nghĩa với từ gì? Would bởi like vì là would like với... đây là câu điều kiện loại 2. Không phải bằng thứ đâu. Would like. Câu điều kiện loại 2. Bằng với like one to verb. Câu điều kiện loại mấy câu? Đây không phải câu điều kiện. Would like là cách lịch sự để nói là mình muốn cái gì. À cái này ừ, cô biết rồi, nhưng mà trong trường hợp này thì mình không xét được ý nghĩa đấy nhá. Thôi cô cũng hết fail rồi. Are you ready to order? Yes, I would like. Đấy, trong trường hợp này would like là một cách lịch sự để nói là mình muốn cái gì, thấy chưa? Cô không nói là I want. Tôi nói là I would like hoặc I'd like. Yeah. Nhất là khi mình nói chuyện với một người mình không quen này, xã giao này, hoặc là vào trong nhà hàng, khi mình muốn một món gì ấy, mình nói là I would like some water, I would like some beef steak. Đó. Would like two verb. Ok, the way once. I would love to là tôi rất là thích cái áo đấy. Ok. Going to school by bus. Okay, but I hate standing in the rain and wait for it. Sở thích của tôi, đúng không? Tôi thích là đi đến trường bằng xe buýt, nhưng mà tôi ghét rất ghét cái việc mà phải đứng trong trời mưa và phải đợi xe buýt. Okay, I like to go there to see my girlfriend's parents. My girlfriend. Would you like something to drink? Cậu có muốn một đồ gì đấy để uống không? Rex love doing study. Ok, có nghĩa là nghiên cứu đúng không? Rex love, thích, rất là thích nghiên cứu. Study ở đây không phải học nhá, mà study ở đây là nghiên cứu nha. Love doing study. Doing research cũng được. I prefer drive gì nhỉ? I prefer to drive. To driving. I prefer to drive. Nhưng mà nếu mà con so sánh giữa hai vật ý, thì lúc đấy mình mới to. I prefer something to something. Con thì mình nhớ nhầm à? Prefer to something. Tôi thích cái này hơn cái kia. Tôi thích A hơn là B đi. Đấy. Còn là tôi thích làm cái gì? Thì I prefer to nhá. I prefer to do something. I prefer to drive. Tôi thích lái hơn. Tôi thích lái xe hơn. We hope that the students themselves will enjoy cộng verb in. Enjoy taking part in this project. Xong rồi, sắp sang block kit rồi. I don't understand this math problem. Can he help me? Ok. Sau can cộng với động từ nguyên thể. He couldn't run very fast last year. Ok. Chúng ta có last year, năm ngoái là quá khứ, nên phải chọn là couldn't. I was late for class last Thursday because I couldn't start my car. Ok. Can she? No, she can't right now. Can she answer the phone? Ok, không được chia động từ. Bắt buộc phải cộng với động từ nguyên thể. I couldn't last night. Rồi, couldn't. Đúng rồi. Rất là may mọi người trả lời. Đa số là đúng không? Can Noel cook Italian food? Yes, he can. Ok, quá dễ. Can he swim? Yes, he can. Xong.
Rồi, mong là con đã hiểu thêm được hơn về cái bài này. Sau đó chúng ta có một cái bài về, cũng là về Duran nhá, cũng là về verb in nhá. Mèo con. Hốt xuống này, hốt xuống này. Còn đây là em con. Con đang bị sốt quá. À, ai sốt á? Sốt á? Sao giờ này sốt rồi? Bây giờ này là... Không, con sốt từ sáng hôm nay. Ui, cẩn thận đấy. Nếu mà dạy ai đang... Ok, rồi chúng ta sẽ... Cô cá đi cô. Chơi cá đi cô. Câu cá. Không, chơi chân lô. Hôm nay... Crypto happy go, crypto happy. Cô chân cá. Crypto happy. Sao lại ít trò vậy? Lớp câu cá, lớp câu cá, lớp câu cá. Câu cá nhá. Yes, yes, yes. Trở lại. Bây giờ không 1 phút rồi. Cô chân 7 phút đi cô, toàn 5 phút không kịp làm luôn. 5 phút là quá nhiều rồi con ơi. Ok, đợi nó render cái này. Đợi nó render cái này cái. Đây là em. Đâu? Ai nói đấy? Thế rồi cô đấy không nhìn vào trong này. Cô gửi link đi. Cô ấy đang không nhìn vào đây. Ôi, nhìn cô này, cô đội cái mũ này. Nhìn ghê. Nhìn cô ghê. Cô ghê thật đấy. Cô bỏ đi. Cô đội cái gì khác đi. Ok, copy link này. Trời ơi, buồn chuyện hơn nhiều. Lên lên cô. Rồi, rô. Ê, nhìn thấy cô này, cô có kiểu là cái... Đúng rồi, xíu. Chỉ là ác quỷ kìa, ác quỷ. Quỷ ờ. Không có cái filter nào thiên thần nhỉ. Nhiều lắm. Con rainbow hair, Hawaii flower. Cô đang bị cắm sừng. Yeah, nghe là... hơi nghe hơi thương. Là có người yêu tao. Cô ơi, cô đang ở trọ à? Hả? Cái gì? Cô đang ở trọ à? Cô? Không, cô ở nhà cô mà. Cô ở Hà Nội mà con. Cô thuê... Ờ, à, cô ở trọ, cô thuê nhà bố mẹ cô. cô ở trọ nhà bố mẹ cô. Cô ở Cầu Giấy. Cầu Giấy. Có bạn nào gần cô không? Nên là nhà con cô. Con ở sao con vào ít vậy? Có bạn nào không vào được không vậy? Nhưng mà con 20 người mà trong cái này đến là con ở Thanh Xuân đúng không? Đấy thì Thanh Xuân thực ra cũng gần đấy. Cô cũng hay đi về phía đấy đấy. Thanh tóm hết Thanh Xuân. Rồi cô bắt đầu nha. Mình hết giờ này. Có 20 bạn vậy. Rồi có 20 bạn thì các bạn nào vào sau thì vào con sau. Chọn skin ít. Tại vì hôm trước con mới unlock ra. Nghe nhạc hay lắm luôn á. Thích ờ cô cũng thích cái nhạc này. Yêu. It's really cute. Trời ơi cô. Good luck. Cái dây nha. Thank you.
nè, còn con cáo trên đầu nè. Phải lá bài nữa sao? Cô đi cùng cô nhiều nhất thế. Nhiều ấy thế. Cô nhiều điểm nhất cô. Con là ai? Florentino á. Đấy, có bạn Link là gì đây? Bạn gì lên nhất rồi đây này. Florentino bị hình như là bị cướp hay sao ý, hay là các bạn tham câu được quá nhiều ấy, bị xuống mất vị trí số 5 rồi. Bởi chết rồi, cô không nhìn thấy cái gì hết. Toang rồi. Cô nhấn end một cái là bây giờ không thấy cái gì luôn đây này. Chết rồi. Thằng 7 là con gà. Máy tính cô bị lỗi. Máy tính cô con lỗi nhắc rồi. Có may mắn gì hết cô. Chết rồi, cô không nhìn thấy cái gì cả, màn hình cô tối đen. Cần được con share screen cho cô không cô? Không con ơi, là do máy của để cô. Để chút cô, để con là do máy cô. Của cô. Để chút cô ơi. Cô, mày có bao nhiêu bạn thi ấy cô? Cái gì vậy? Tiếng gì đấy? Uầy, Thế Quân, cô chịu ở đấy. Cô không tính hết, rất thất thần. Ai thế được, cô là ai đúng nhất? Dạ, báo cáo tình hình cho cô xem nào. Nhìn à. Chờ tí nhá, để cô con vào. Chị Google Ninh đứng nhờ nhá. Còn Sang đứng thứ ba. Ôi chà, chờ cô sẽ vào bằng Zoom của cô.
cô vào bằng Zoom trên điện thoại xem có được không vậy? Sign in đây nè. Con đứng thứ 6. Rồi. Chú nhá. Thế rồi. Toàn cô rồi. Cô không biết máy cô bị sao nữa. Cô end một cái là nó toang luôn. Con đứng thứ 13. Con đứng thứ 7. Thứ 7 gà đi. Tự nhiên con đang chắc cỡ con là vài đô, tự nhiên ăn một con, câu được một con gì đó nó rất là lớn, là tự nhiên từ vài đô đó lên vài tự. Cô đang di chuyển cái chuột đấy, các con nhìn thấy không ấy? Vâng, chỉ có để là mảnh đứng thôi cô. Chỉ thấy cái chuột của cô đứng im rồi. Rồi. Tự con thấy. Rồi nè. Học xong nha cô. Cô đang không biết làm gì sẽ nào. Ok được rồi. Cô vào bằng điện thoại của cô. Các con đi thấy cô không? Có đúng không? Có cô. Ôi, màn hình của cô nó không hiện luôn ạ. Chờ nhá, để cô đang vào bằng điện thoại. Con thấy mà không cần cô không có đen thui mà sao kỳ.